Xin chào các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn về phần mềm After Effects CC 2015. Thì cái phần bài tập và phần giáo chỉnh mình sẽ có 20 bài, mình sẽ hướng dẫn các bạn từ bài 1. Đấy thì thứ nhất là trong cái thế giới đồ họa thì nó sẽ có các cái phần mềm cơ bản như là Photoshop, Illustrator, After Effects và Premiere. Thì Photoshop để chỉnh sửa ảnh, Illustrator để tạo vector, tạo ra các cái đối tượng đồ họa càng vivid, hoặc là tờ rơi, tờ gấp. After Effects sẽ tạo ra các cái đoạn clip nhỏ mà nó có cần những cái xử lý gọi là chi tiết. Còn Premiere sẽ sử dụng những cái đoạn clip nhỏ đấy ghép thành một cái đoạn clip lớn, hoặc có thể hiểu là Premiere nó làm những cái công việc nó đơn giản hơn After Effects. Đấy thì ở trong cái phần mềm After Effects, các bạn thấy giao diện nó cũng khá giống với cái giao diện của Photoshop ở trên cái phần như này. Đấy, cái kiểu màu sắc, cái kiểu bố cục về chữ hay là phông chữ nó khá giống Photoshop, nhưng mà cái kiểu hoạt động của nó thì nó lại khác. Thì ở đây các bạn cần biết rằng Photoshop làm việc, After Effects làm việc theo dạng là project. Đấy, project là cái gì? Project các bạn phải nhớ là dự án, còn bên Photoshop này nó chỉ đơn giản là các bạn tạo ra gì file thôi. Như này. Đấy, thì ví dụ như là nếu mình làm bên shop, mình sẽ bảo là tạo ra một file Photoshop hoặc là tạo ra một cái gì đó ảnh các bạn chỉnh sửa. Nhưng mà bên After Effects hoặc là động đến làm phim ấy, người ta gọi là tạo file, người ta gọi là tạo project, một dự án làm phim. Thì trong dự án làm phim các bạn có thể import rất là nhiều cái thành tố và để các bạn phục vụ cho cái dự án của mình. Ví dụ dự án xây dựng một ngôi nhà hoặc là dự án làm một cái gì đấy nó cần nhiều cái hỗ trợ, đúng không? Phim cũng thế. Thì trong dự án này mình sẽ lấy những cái cần thiết vào để các bạn làm bộ phim, nên mình dẫn cho các bạn xem trước thôi. Thì ở đây ví dụ như là mình có phần bài tập đây, mình sẽ mở bài 1 đây, mình sẽ lấy cái footage mình thả vào. Thì After Effects nó có thể nhận được rất nhiều file, ví dụ như là chắc chắn là phải nhận được file nhạc, thả vào đó, nhận được file ảnh động, quên, thả vào, có thể nhận file video, thả tiếp vào, đúng không, và nhận thêm file ảnh chắc chắn. Đây mình sẽ lấy một cái ảnh ở đây, đáng yêu. Và lấy cái này đi. Đây, đấy thì các bạn có video, nhạc, ảnh GIF và ảnh bình thường, đúng không? Có thể thả cả file nút vào hoặc thả file Photoshop vào, tán được hết. Thả file nút vào. Rồi. Thả file Photoshop vào. Đấy. Thì đó là cái cách import những cái đối tượng vào trong After. Thì ở đây là mình đã import được rất nhiều cái gọi là những cái người ta gọi là footage vào trong After này. Thì ở đây nó chỉ là cái để các bạn chuẩn bị trước. Sau khi mà chuẩn bị được các cái thành tố, các cái yếu tố để các bạn làm việc, thì bắt đầu các bạn mới đi, các bạn tạo ra cái gì nhỉ, cái video, đúng không? Thì đây cái này nó mới là cái để tạo ra cái gì nhỉ? Cái sản phẩm của các bạn. Ví dụ các bạn sẽ bấm vào đây. Đấy, các bạn sẽ đặt tên nó ví dụ như là bài 1 chẳng hạn. Đấy, thì trong cái phần tạo một cái video mới, người ta không phải là tạo, ví dụ như tạo video mới, người ta sẽ gọi là tạo gì nhỉ, một composition. Compo nghĩa là kết hợp với combo, thì mình thấy nghe phiên phiến thôi, thì composition. Thì các bạn sẽ có composition name, mình đặt tên nó là bài 1 chẳng hạn này. Mật cái phần là preset là những thiết lập cho sẵn, thì mình sẽ có những thiết lập ví dụ như là dành cho cái dạng phát là exit. Đây chẳng hạn là pan hay là HD thì em cái này mình không rõ lắm. Đại khái là theo kiểu phát của đài truyền hình. HD thì có cái chuẩn của YouTube, chuẩn của màn hình thì đấy 16:9 hay gì đó. Đấy thì 2K, 4K. Thì em mình không, các bạn cũng thích lấy những cái cho sẵn như này thì các bạn thì đánh giá trị của đây. Ví dụ như là mình tạo ra một clip là 1000 pixel nhân với 500 pixel chẳng hạn. Đấy. Mình sẽ có cái số lượng khung hình trên giây. Ví dụ mình muốn 1 giây có 24 hình thì khoảng 24 hình vào. Chương trình chuyển động, đúng không? Cái phần resolution và start time code này không cần thiết, sau học rồi mới cái này các bạn biết được. Cái phần duration là thời gian của cái clip thì nó khác với file Photoshop hoặc là file nút.
Đối với file đấy thì chỉ cần kích thước và cái gì nhỉ? Khổ giấy độ phân giải thôi. Còn đối với file video thì ngoài cái việc kích thước này đúng không? Cái phần về gì nhỉ? Frame rate là khung hình thì nó sẽ có thêm là cái mục là thời gian của cái clip các bạn muốn làm việc. Thì đây nếu mà các bạn đánh là ví dụ mình sẽ đánh là số 5 chẳng hạn thì cái clip này sẽ có 5 frame. 5 frame tức là chưa được 1 giây đấy, 1 giây có 24 frame cơ. 2 frame là cái đấy nhá, FRAMES đây, đúng không? Thì mình sẽ đánh là 5 chấm chẳng hạn thì sẽ được là 5 giây, 5 chấm chấm sẽ được 5 phút và nếu mà các bạn đánh 5 chấm 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 sẽ được 5 giờ. Nhưng mà after thì cho phép các bạn được 3 giờ thôi. Đấy thì có thể các bạn muốn muốn 3 giờ các bạn đánh 3 chấm chấm chấm. Thấy không? Rồi mình sẽ làm cái này khoảng 10 giây, mình sẽ đánh 10 chấm. Đây cái màu nền, màu đen, màu gì kỳ quá nhá. Màu nền thì không biết màu nền này thì thôi đừng học đồ họa nữa. Đấy thì ok, các bạn được cái như này. Rồi mình tắt bỏ màu nền. Đây bật màu nền lên thôi. Thì nếu các bạn thích các bạn thì ấn Ctrl K các bạn sửa lại. Mình thích màu nền để màu hồng nhá. Màu hồng. Rồi bị đẹp luôn. Ok. Đó, không thích lại Ctrl K. Ctrl K sẽ là cái để các bạn chỉnh sửa lại cái như nhà video này. Mình sẽ để màu đen. Ok. Đấy, tạm thời tắt nền rồi. Thì sau khi các bạn tạo ra được một cái video có thể hiểu với các bạn com đấy. Đấy thì bây giờ mình sẽ thả các cái thành tố mà các bạn cần thiết tạo ra video vào. Ví dụ như ở bài 1 này mình yêu cầu các bạn làm ra cái video là dự báo thời tiết như thế này. Đấy. Thì rất đơn giản là cái này nó các bạn chưa hiểu layer bên Photoshop rồi. Ở đây mình thấy là có 4 cái clip bên dưới. 4 cái icon về gì nhỉ? Thời tiết và thêm cái chữ dự báo thời tiết đấy tổng cộng có 9 cái. Đúng không? Thì 4 clip này là tạo ra từ máy quay đúng không? 4 cái icon này sẽ tạo ra từ file nút và dự báo thời tiết thì bạn đánh trực tiếp trong After. Vậy các bạn sẽ nhập cái footage vào. Footage là những cái gọi từ chuyên ngành dành cho những cái đối tượng làm việc với After. Đấy thì mình sẽ kéo một phát cả 4 cái này vào. Đây mình sẽ thả vào đây để mình chuẩn bị làm việc với nó. Đấy mình thấy nó vướng quá, mình kéo cả 4 cái này vào folder nó gọn đặt tên là video. Đúng không? Thì trong cái video này sẽ chứa những cái chuẩn bị làm việc đây. Bây giờ mình muốn 4 cái này làm việc, tức là 4 cái này bắt đầu tạo ra cái video các bạn mong muốn ấy, thì các bạn sẽ thả 4 cái video này vào trong cái combo của các bạn. Đây composition của các bạn là bài 1 đây đúng không? Đấy, các bạn click đúp vào để làm việc nó nhá. Ví dụ như là nếu các bạn click đúp vào thì hiểu đơn giản là các bạn tạo ra clip thứ hai là bài 2 chẳng hạn. Bài 1 là bài 2 đi. Đấy, thì bạn có bài 1, bài 2. Ở bài 2 này mình dùng công cụ gì ấy chẳng hạn. Đây mình sẽ vẽ ra một cái hình. Đây là trong video bài 2. Ở bài 1 mình cũng vẽ ra một cái hình. Đấy. Thì đâu là bài 1, đâu là bài 2, vì đây các bạn tạo ra hai clip. Muốn làm việc với bài 1 thì kích nút vào bài 1. Muốn làm việc với bài 2 thì kích nút vào bài 2. Đấy. Hoặc là các bạn thể chọn theo dưới này bài 1 đây, bài 2 đây. Nếu mà các bạn có thêm bài 3. Video 3. Bài 3. Đấy, bài 3 có cái hình sao chẳng hạn. Đúng không? Thì các bạn sẽ có bài 3, bài 2, bài 1 hoặc bài 3, bài 2 ký đúp và bài 1 ký đúp. Được chưa? Đấy. Kiểm tra xem có lưu không? Rồi đây. Thì bây giờ mình sẽ xóa bỏ cái này đi. Mình chỉ cần làm bài 1 thôi, chọn hai cái này, các bạn bấm thủ giác xóa. Ở bài 1, đây các bạn chú ý bài 1 nó đang có một cái hình tròn. Đấy thì khi các bạn tạo một cái gì đó vào trong cái file mới này thì nó sẽ chia theo dạng layer đơn giản thôi. Ví dụ có 4 cái clip này nhá, thả vào đây. Đấy thì các bạn có 4 layer rất dễ, giống hệt số layer 1, layer 2, layer 3, layer 4 đè lên nhau y hệt bên Photoshop. Nếu 4 cái bọn này muốn thay đổi vị trí chồng lên nhau thì các bạn sẽ kéo trực tiếp ở đây. Đấy, cái nào lên trên, cái nào xuống dưới, đúng không? Đấy, thì bây giờ mình sẽ đặt cái bọn này nó vào 1/4 của cái clip, không cần chính xác, chỉ cần phiên phiến thôi. Lúc nào mà đến những cái bài các bạn dẻo tay rồi thì chắc chắn các bạn sẽ chỉnh được. Đây, chỗ này mình chọn hai cái này nhá. Đấy, quên mất.
Thế thì khi mà các bạn đặt được bốn cái này vào đây rồi thì các bạn sẽ có mấy layer? Bốn layer đúng không? Thì bây giờ theo cái bài mẫu của bạn là các bạn cần thêm bốn cái icon thời tiết, thì các bạn lại phải lôi tiếp bốn cái icon thời tiết vào trong này để chuẩn bị làm việc với nó. Thì ra bên ngoài phần full text các bạn có png, kéo bốn png vào đấy, thì mình lại tạo folder gọn đúng không, png đấy, thì png này mình thả vào trong những cái này, các bạn thả cả bốn cái nó gọn nhá. Thì bây giờ đang có bốn layer đúng không, thả thêm bốn thằng nữa chắc chắn có 8 layer. Đấy, layer nào bền nhau thì rất đơn giản như sốt rồi. Nhấp xem nào. Đây, mình làm tiên tiến thì các bạn. Ây da. Như này đúng không? Đây, mình tắt bỏ cái snap trên này. Snap trên này nó làm cho cái hình của bạn nó bám dính. Đây thì các bạn có tổng cộng 8 layer. Đấy. Đây là cái layer. Ok. Thế thôi, bây đánh thêm dùng công cụ tách đánh thêm dự báo thời tiết, dự báo thời tiết. Đấy. Xong. Đấy, dự báo thời tiết đây phông chữ bên này. Nè vít nè vùng đây. Nera sút sen. Màu đang là trắng để nét là màu gì kích thước vào màu đỏ. Thế thôi, rất dễ. Nếu máy các bạn muốn xem trước, các bạn sẽ ấn phím cách. Nếu mà muốn có tiếng, các bạn ấn phím O bên bàn phím, à quên mất, phím 0 nhỉ. Số 0 bên bàn phím phụ như này. Đấy, thì nó sẽ chạy như các bạn. Các bạn có thể thả cái bài hát vào. Rồi, thả vào bên này để chuẩn bị trước nhá. Chỗ này là chỗ để lưu những cái đối tượng chuẩn bị làm việc. Sau khi có đối tượng chuẩn bị rồi bắt đầu mới thả vào cái clip thả động được đấy. Đấy thì các bạn có thêm cái bài hát là benzico.w3v đây, nó chạy các bạn sẽ ấn O nó sẽ chạy. Đấy thì nếu mà các bạn muốn giảm bớt cái độ nặng khi mà các bạn chạy test thử ấy, các bạn sẽ ấn cái mục này. Nếu mà chọn là full tức là nó nét nhất thì chắc chắn là clip sẽ nặng. Khi các bạn gen thử đúng không, mình chọn quarter nó mềm mềm đấy, các bạn nhìn thấy cái gì chất lượng kém đúng không. Về mình sẽ ấn chạy thử, chạy nhanh hơn. Cái phần xanh xanh này là cái phần nó đang bắt đầu tính toán đúng không, nó phải chạy hết cái xanh này nó mới có tiếng. Các bạn muốn chạy luôn được, các bạn sẽ kéo lại này, các bạn chạy đấy. Đấy, cái chỗ này nó chỉ là cái hiển thị thôi, còn gen ra nó vẫn là nét, yên tâm. Cái này không ảnh hưởng đến cái phần chất lượng ra nhá. Máy lởm thì các bạn chọn quarter thôi, ví dụ máy mình các bạn chọn quarter thôi. Thế thì bây giờ xếp được những bọn này rồi, thời gian 10 giây hợp lý rồi. Đấy, có thể kéo này để zoom, zoom đến 1 giây, kéo lại 10 giây. Thì nhiệm vụ tiếp theo là cho thành cái clip. Thì để cho thành clip thì các bạn phải đến cái mục gọi là render. Muốn render được clip nào phải chọn clip đấy. Ở đây nó có rất nhiều cái đối tượng trong này, thì các bạn phải chọn đúng cái bài 1. Đấy, các bạn click group và chọn chính xác nhá. Ấn phím Ctrl M. Đây, Ctrl M nó ra cho các bạn cái bảng render queue. Oh shit, đây mình vào trong mục này đi, composition after render queue, Ctrl M. Đấy, tại sao này, có lẽ là máy đang lơ nặng nặng một xí. Rồi sau khi mà ấn Ctrl M nó ra một bảng render queue thì có một số cái quan trọng đây. Thứ nhất là output module là cái gì nhỉ, đuôi lưu ra. Thì các bạn bấm vào nốt less bên cạnh cái output module này, cái phần đuôi nó các bạn chọn là quick time và phần format option chọn nó là H264 trong cái mục video codec ở đây đúng không, codec thì codec gì hay gì. Ở cái phần quality là chất lượng video nét nhất này, ấn enter, enter thì mất. Oh shit. Đây. Tiếp tục này, cái mục output tool là lưu ở đâu? Thì lưu ở desktop. Thế chẳng hạn. Server. Xong. Và nhiệm vụ quan trọng nhất sẽ là ấn render. Ấn render nó sẽ chạy hết cái phần xanh xanh như này, thì nó sẽ thành cái video. Nhưng mà nếu các bạn muốn
lưu ra được cái gì nhỉ, đuôi QuickTime, cái đuôi mình vừa bảo ấy, thì các bạn phải cài thêm cái phần mềm hỗ trợ là QuickTime. Không cài QuickTime vào cái phần video các bạn import vào nó cũng có vấn đề, mà xuất ra nó cũng có vấn đề, không có đủ đuôi để các bạn xuất. Nên là trước khi xuất các bạn nên cài QuickTime, reset lại after các bạn gen lại sẽ có. Thế thôi, đây nó đang gen, mình sẽ xem thành quả sau độ chẳng 20 giây nữa. Yêu cầu các bạn tạo một cái tài khoản YouTube up lên và để chế độ là không công khai để gửi bài tập. Nếu mà các bạn muốn học gọi là chuyên nghiệp nha, thì các bạn có UMB cũng được. Tốt nhất là up lên YouTube. Phải lì mà lại đặc biệt. À, sau khi nó gen xong nó sẽ kêu đến phèn một phát. À, ok. Đấy. Phèn một cái ra ngoài này kiểm tra, nhiều khi nó rất là nặng, mình kiểm tra xem nó bao nhiêu mê. Nhà khi các bạn mở nó sẽ hơi đơ đơ một tí, các bạn phải có thêm phần mềm là giảm cái chất lượng, cứ mất giảm cái độ lớn video, nén video lại cho nó nhẹ. Cái này biết bao nhiêu đây, này chắc 100 mê, à 43 mê đấy. Ví dụ như là cái này nó là 43 mê, nó kiểu 10 giây 43 mê thì chắc là rất là nặng, bình thường chắc chỉ có khoảng độ 5 mê là căng thôi. Thế thì các bạn sẽ sử dụng cái clip này để các bạn nộp bài tập lên trên YouTube. Nếu mà có nhạc mà nhạc có bản quyền phải để chế độ là gì nhỉ, không công khai nhá, công khai là nó bắt bản quyền tiêu diệt các bạn luôn. Đây đợi mình cho các bạn xem. Đấy, làm một tí rồi là đưa thối rồi. Yêu cầu máy phải xịn xịn một tí, động đến phim mà không thể nào máy cùi bắp được, cùi bắp quá chỉ làm được after là làm được Photoshop và YouTube thôi. Máy này là thuộc dạng lâu năm rồi. Rồi mình sẽ vào YouTube, các bạn tải lên, các bạn thể đăng ký theo kênh của mình, đó là RCV Design 0936013950. Đấy, các bạn tải lên, các bạn chọn chế độ là không công khai. Thế thôi, các bạn phải tạo tài khoản YouTube nhá. Xin chào.